Thưa quý vị và các bạn, dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên đang bước vào giai đoạn cao điểm khi chỉ còn hơn một tháng nữa là đến mốc thời hạn đóng điện ngày 30 tháng 6. Với tiến độ vô cùng gấp gáp của dự án, cấp ủy chính quyền các địa phương của tỉnh Thanh Hóa đang tích cực vận động hỗ trợ người dân có nhà ở trong vùng hành lang tuyến, nhanh chóng di rời, bàn giao mặt bằng sạch để các đơn vị thi công tiến hành kéo dây thuận lợi an toàn gia đình anh Trần Thanh Quảng ở thôn Thanh Sơn, xã Trung Chính, huyện Nông Cống, có toàn bộ diện tích đất và nhà ở nằm trong hành lang tuyến dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu, Thanh Hóa. Được sự tuyên truyền của chính quyền địa phương, gia đình anh đã đồng thuận nhận tiền bồi thường để di rời tái định cư. Những ngày nay, khi các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành lắp dựng cột, thì gia đình anh Quảng cũng khẩn trương thu dọn đồ đạc, tháo dỡ nhà cửa để bán ra bàn ra mặt bằng sạch cho nhà thầu chuẩn bị thực hiện công tác giải, kéo dây. Ban đầu thì cảm thấy là nó cũng hơi gấp rút tại vì hắn cũng không, không chưa có nhiều thời gian để gia đình chúng tôi để chuẩn bị về cái vấn đề giải tỏa rồi nơi ăn chốt ở. Nhưng mà sau đó thì nhờ được sự giúp đỡ của các chính quyền địa phương cùng nhà thầu xây dựng thì chúng tôi cũng cố gắng là di rời cùng đồng lòng với nhà nước cho cái đường điện 500 kV này nó hoàn thành nhanh chóng cũng là một trong những hộ dân có đất và nhà ở nằm trong hành lang tuyến dự án đường dây 500 kV mạch 3. Ông Nguyễn Hữu Thà ở thôn Hoàng Học, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn cho biết, dù tuổi đã cao, việc xây dựng nhà lại rất vất vả, nhưng gia đình ông hoàn toàn đồng thuận di rời vì chủ trương chung của nhà nước và vì tầm quan trọng của dự án. Cũng không ai muốn di rời cái nơi trên nào cắt rốt nhưng mà đây là cái, 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 công trình nhà nước và đây là cái, 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 cái lợi ích của quốc gia thì nhân dân bản thân gia đình chúng tôi cũng chấp hành nghiêm cái pháp luật nhà nước và như vậy tất cả các cái uh, uh, quy định uh, cái thời gian uh, tháo rỡ để bàn giao mặt bằng đúng theo kế hoạch cái nơi tái định cư mới của chính quyền bố trí cho dân đây tái định cư xuống thì theo bản thân gia đình tôi và các hộ gia đình khác thì thấy cũng hài lòng. Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến Phố Nối, Hương Yên đi qua địa bàn Thanh Hóa có tổng chiều dài khoảng 131 km với 229 vị trí móng cột và 137 khoảng néo. Để thực hiện dự án, toàn tỉnh có 268 hộ bị ảnh hưởng đất ở, nhà ở, trong đó có 81 hộ thuộc diện tái định cư. Trong đợt kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng mới đây, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã chỉ đạo các địa phương phải hoàn thành bàn giao mặt bằng sạch 100% các khoảng néo trước ngày 31 tháng 5 để đủ điều kiện cho các đơn vị thi công tiến hành giải, kéo dây. Vô cùng gấp gáp vì yêu cầu tiến độ của dự án lớn, trọng điểm quốc gia. Do vậy, cấp ủy chính quyền các địa phương trong tỉnh đang tập trung cao độ để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đồng thời gấp rút hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để bàn giao cho người dân nhận vị trí tiến hành xây dựng nhà ở. Chúng tôi bố trí vị trí tái định cư ngay trước mặt địa bàn xã có vị trí tương đương với các vị trí mà thu hồi đất ở của các hộ. Thì qua vị trí thì các hộ dân cũng rất là đồng tình và ủng hộ và đến nay thì xã cũng đang chỉ đạo các đồng chí trong tổ công tác là xuống vừa là giúp dân từ tuyên truyền giúp dân trong quá trình tháo rỡ và di rời tài sản nếu có gì vướng mắc thì chúng tôi hỗ trợ hoặc là đề xuất cấp trên hỗ trợ. Ủy ban nhân dân huyện đã có thành lập các cái đoàn cùng với chủ đầu tư hỗ trợ về nhân lực vật lực máy móc để hỗ trợ người dân tháo rỡ một bàn giao một bằng cho chủ đầu tư đúng thời gian quy định cũng như là việc giải quyết các kiến nghị của các hộ dân có liên quan đến công tác bồi thường hỗn bằng bên cạnh đó thì đối với các cái khu tái định cư thì cơ bản huyện đã hoàn thành công tác đầu tư hạ tầng để phân bằng để bàn giao đất đúng quy định cho các hộ dân cũng như là thăm hỏi động viên bà con trong quá trình xây dựng nhà tại nơi ở mới đảm bảo nơi ở mới sẽ tốt hơn đàng hoàng hơn thang trang hơn so với nơi ở cũ nhờ sự đồng thuận của nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng cùng sự chủ động tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy chính quyền các địa phương Dự án đường dây 500kV mạch 3 qua địa bàn Thanh Hóa đang được triển khai thuận lợi, đảm bảo các mốc trên đường găng tiến độ, phấn đấu đạt mục tiêu đóng điện vận hành dự án vào ngày 30 tháng 6 năm 2024.